Đây, đây vườn này nó có cái cây chồi mòi nó tròn này anh em này. Bà con họ cũng phát chặt đi. Vứt bỏ. Mòi mòi thì cái củ nó hay phết anh em ạ. Mấy gốc chì củ này rất hay này. Đây là chồi mòi nó tròn anh em nhé. Chồi mòi nó tròn thì mình ăn được cả lá luôn, cả quả luôn. Đây là quả non của nó này anh em này. Những cái cây này mà khi quả nó bắt đầu nó to lên này, đến như này là bắt đầu nhìn cây nó sai mà nó đẹp lắm anh em ạ. Ăn quả thì vị các loại chồi mòi thì vị quả nó đều giống nhau anh em ạ. Mà loại này nó sai lắm, loại tròn này. Giờ tôi đào cái gốc này. Không đào thì sau này bà con chặt vứt đi mà. Anh em thấy những cái củ rất là đẹp này. Cha nó bảo để uống với sơ dừa anh em ạ. Đây, cắt lọc ra. Một cây rất là đẹp. Để tìm được con gốc nào nữa. Ui, ra đây nó có một cây đẹp này nha. Gốc của nó này. Đấy, trời mỏi cây này. Đào lên mới đỉnh này nha mày. Bây giờ tiếp tục đào cây này rồi. Xong rồi lên quay anh em xem sau. Đây anh em lên mang về đây. Để những cái trời mỏi đã tròn này thì mùa này thì tốt nhất là đào bầu này anh em ạ. Mấy cây tôi đào bầu thì nó lên khỏe lắm. Ok, 100%. Mấy gốc này sau này tạo ra thì hơi bị đẹp. Trước mắt thì mình bây giờ cứ xử lý trong trồng cái này anh em ạ. Để cho nó ngập hết bộ rễ đi. Sau này nó sống khỏe thì tôi sẽ dựng dáng lên anh em ạ. Chứ không phải để dáng cái này được anh em ạ. Dáng này thì nó... cây nó không phiêu cây được. Bây giờ tôi xử lý gốc này anh em xem cho vui nhé. Xong đấy anh em, sau này còn hơi ngửa lên một xíu nữa anh em.